Dạ em Út Long xin chào quý cô chú anh chị các bạn nha. Hiện tại Út Long đang ở vùng gần U Minh Thượng. Hiện đang ở trên lộ D và Út Long đang vô kinh 15. Và ở đây là khô hạn kéo dài của chú anh chị. Thì không chỉ ở Cà Mau khô hạn sụp lúng mà Kiên Giang bây giờ cũng rất là nhiều chỗ báo động khẩn cấp sụp lúng trầm trọng nguyên căn nhà. Bữa trước là 2-3 ngày trước là nguyên căn nhà mới thấy cặp mé sông á cô chú anh chị, là sụp sạt lở xuống sông luôn. Và hiện tại thì bữa nay thì rất là nhiều con đường ở lộ đê bao và trong kinh 15 sạt lở rất là nhiều. Thì sau đây Út Long xin mời quý chú anh chị các bạn cùng theo em để xem ở Kiên Giang như khẩn cấp ở kinh 15 và 16, 17, 18, 19, 20 luôn. Hiện tại là sụp rất là nhiều nha. Sau đây mời quý chú anh chị và các bạn cùng xem hết video ạ. Cho em hỏi ở đây là kinh mấy vậy anh? Kinh 15. 15 ha. Phía trước thấy cái lộ quá trời sụp ta. Cái chỗ nó cặp với bà kè đó. Cặp bà kè. Chỗ đó cũng có kè rồi mà nó tải sụp xuống á. Do khô quá ha. Này khô mấy tháng rồi ta? Cái này khô hồi khoảng hồi từ trong Tết tới giờ. Ủa, nghe người ta ra chợ nói là ở trong cái kinh này sụp dữ lắm phải không? Trong kinh 15 sụp nhiều lắm, sụp gớt gớt lộn xong hết luôn. Gớt xuống giờ là đang ở trong hiện mới mới gớt sáng này xuống. Mới gớt sáng à. Bây giờ vừa sụp xuống giờ xình non còn trào lên nữa đó. Vậy đó ha. Là không còn đi xe, không còn chạy lưu thông được luôn. Dữ vậy hả? Lộ mới làm mới có 2 tháng. Cái này mình đang ở lộ đê bao nè. Lộ dạ. Đê bao còn vô cái lộ vô trong đó, trong 15 á. Ủa bữa trước em nghe nói có cái nhà sập ở đâu anh? Cái nhà sập là nó nằm ở trên chảnh, trên xã gần gần đây lên trên tháng mình đắp tới 2 chỗ là. Dạ, đi nguyên cái nhà luôn ha. Quá trời khô hạn à. Để cho bà con coi, cô chú anh chị coi, xong giờ chỗ này còn được miếng nước nè. Dạ. Đây là để mấy cái bảng với căng dây đồ cho xe ta biết thì né cô chú anh chị. Đang làm cầu, đây là đường vô kinh 15. Căng dây không? Để em tiến tới chia sẻ cô chú chị các bạn xem cái lỗ phía dưới, cái lỗ phía trước cái nhà. Quá trời cái lỗ sụp xuống vô nửa lộ này rất nguy hiểm với xe hơi được. Giờ cái lộ chỉ còn đi được tầm thước rưỡi thôi, 2 thước. Quá trời chỗ này mé trong này là đi nguyên cái lộ nè. Nãy gặp chú chia sẻ thì ở trong kinh 15 đang sập rất là nhiều. Đây nước một lần rất là to luôn. Cái này là trên lộ nhựa luôn nè. Wow. Từ mí này tới đây chắc cỡ thứ 2 thứ gửi vậy. Nhựa nứt ra. Ủa nóng. Chảy nhựa luôn. Nóng tới chảy nhựa luôn à. Đây đây đây, nóng chảy nhựa luôn. Không thể tin được, nóng nắng nóng chảy nhựa luôn. Đây cũng vậy nè. Có thể gỡ ra được luôn nè cả nhà. Wow, ở đây là tầm 2 thước mấy luôn, đi đi nguyên khúc rất là nguy hiểm, nhìn lên rất là sâu luôn. Cô chú anh chị xem nắng mà chảy nhựa ra có thể gỡ ra được luôn. Quá khứ chỗ sụp nè. Cái này là chỉ là một phần trên con lộ này thôi.
hồi nãy khúc phía trước là hai ba bữa nay là mới đi một căn nhà mái thái cặp mép sông, sập nguyên con nhà, căn nhà xuống luôn. Ôi chỗ này sâu lắm nè, cái này cái dốc nó quá là cao, từ đây mà đi xuống dưới xa lắm luôn á, bốn thước. Nhìn như cái hố. Không ngang hết trơn luôn. Chảy nhựa luôn, gỡ cái đường nè. Dẻo dẻo. Có đang thì chảy chết vô cho ổng chút, cho trong nhiều chỗ sập lắm. Nhựa này gỡ cái đường ha. Ừ. Nè, chảy luôn nè. Này nóng quá trời nóng, cầm không phỏng tay luôn. Vậy giờ chuối bọng rồi đâu có đi xe được. Đâu có đi xe được, cái cầu này làm hồi từ hồi trong trong Tết tới giờ mà chưa rồi nè. Bây giờ bắt cầu tạm để cho người ta đi đỡ, chứ cầu tạm thì gãy nữa là rồi luôn rồi đó. Giờ chỉ còn lòi ra, lòi chuối ra đường. Cái sông có nước nhưng mà nhầm khúc khô quá nó lòi lên. Giờ chỉ là chở chuối xe Honda quá. Xe Honda ra đường này. Giờ chấp nhận chở hơi lâu chút chứ giờ sao giờ? Đi vô nhà trống, trống buồn lắm. Ở này không nhầm gì đâu, không binh khí nào đâu. Đây hơi này cắt lúa rồi ha. À. Đi cứ đi thẳng vô trống chút xíu à, vô trống là cái lộ mới này nó bắt đầu nấy hết trơn, sập hết rồi đó. Dạ. Yeah. Hướng sông hết. Quá trời. Không thể tin được. Quá trời, cái này xe hơi bít đường rồi. Sao có đường nào đâu đi. Đây lên tới 16 mà còn giữ nữa. 16 giữ nữa hả? Ừ, đây dài chán còn giữ nữa chứ có gì không. Thôi là đường cặp mé chứ không thôi là xe không lưu thông được luôn rồi. Cái hướng này là đi qua Minh Bắc rồi cô chú anh chị. Còn cái hướng ngược lại mình đi về bên xã Minh Thuận. Bên đây có cái đường đâm ra là đi qua bên Xuyên Á. Chung ở đây cũng có nhiều đường chứ không có nhiều đường là như tắc kẽn giao thông luôn. Cái cầu này xe tải đâu qua được ha. Trời ơi, xe hai bánh đi chở đồ qua còn chua chát. À, còn sợ á. Cầu làm trong Tết giờ mấy tháng trời không có lưu thông cái gì hết trơn. Này có xe đạp đi an toàn nè. Chắc cú rồi. Trời lắm, dạ. Không phải vậy đâu. Cái trên 15 bây giờ là nói chung là mỗi ngày là mỗi sập một vài chỗ, một vài chỗ. Trong đây giờ là nếu mà vô trống ở đây trống là mười mấy điểm, 20 điểm sập. Mới sáng này mới chụp mấy chục thước ở trống nữa. Đồ đạc giờ đâu có chỉ cái đồng chuối. Gần còn chưa xuống ha, lúc có người xuống, có người không xuống đại vậy thôi. Người xuống rồi nãy gom lại ha. Dạ. Dạ. Giờ đang chở chuối ra mà chở bằng xe con, xe máy. Ô tô thì thua rồi. Tại Úc Long đang ở kinh 17 của chú. Giờ kinh 17 cũng sụp y chang bên kinh 15 luôn. Nguyên một tảng nhựa đường sụp xuống đây luôn. Rất là nguy hiểm. Mấy anh này là phải dùng xe ba gác chở chuối luôn chứ bây giờ xe tải không vô được. Đây là trong đầu kinh 15 vô một chút nè, có một cái lộ hiện bây giờ dưới này là mất phần chân này của chú anh chị, đi nguyên cái phần đất này xuống sông luôn. Từ mấy này xuống đây chắc cỡ cũng 4-5 thước á. 4 thước. Wow, rất là nguy hiểm luôn. Thì nghe nói đâu kinh 15 là bị rất là nhiều. Rồi nặng luôn đó chú anh chị.
cái dừa này sập chủ nhà sát của hủ ăn luôn rồi nè. Đây là mình đang ở đầu kinh 15, chạy dài vô sao không anh? Chút xíu là có nguyên cái lộ sập luôn. Nguyên cái lộ sập luôn hả? Hai chỗ nữa. Sập rất là nhiều ha. Dạ. Đây có còn cặp chim gì nè. Con này là con cô gái à? Phải cô gái không? Cô gái em xuất ra đây. Nó thấy anh lạ. Ở trên đó là chim gì? Chị voi. Chị voi. À, chiếc giả thang. Đam mê sưu tầm nuôi chim ha. Nuôi chơi. Nuôi giải trí. Ủa hai con chim đó chim gì mà nó dạng dữ anh? Cu quằn anh. Cu quằn hả? Cu quằn là mình nuôi khỏi chuồng hả? Tại nó còn nhỏ. Dạ. Rồi cảm ơn anh, để em chạy dài vô trong 15. Mời cô chú anh chị các bạn cùng theo chân em nha. Hiện tại mình đang đứng trong kênh 15, tới cái chỗ mà sập nguyên con lộ cô chú. Đi hết con lộ xuống đây luôn. Đang rất là dày mà sập bể hết. Khô quá, không còn nước. Rồi cái chân đất rồi nè, nó không có nước chịu lại á, nó sạc ra phía ngoài. Đi từ khúc này hôm nay cỡ 30 thước à. Bể hết từng mảng luôn cô chú anh chị. Khá là nguy hiểm. Ở đây là đi thẳng xuống luôn nè. Không có miếng nước nào luôn. Khô nứt nẻ. Này sâu quá. Đây mà không cẩn thận là đi rớt đây là lên không được luôn á. Này cô chú. Đi vòng ở đây. Để em đi vòng qua phía trước có một cái chỗ sụp nữa. Này học sinh đi học đồ cũng hơi khó khăn. Có đường chạy không em? Có à. Mấy miếng đàn này là bê tông đổ cũng dày lắm nè, nhưng mà đất nó sập theo luôn. Khúc này cũng như khúc đẳng luôn. Này mới sập mấy bữa rồi chú? Mới đêm hôm. Mới hôm hả? Sập cung kính nhà luôn không? Mẹ tao nằm trong nhà tao nghe có hì cái tao muốn chết tao luôn. Nghe cái hì cái hả? Ừ. Rồi cứ chạy ra coi luôn à, biết sập rồi ha. Ờ ra coi nghe tao nói chết mẹ rồi trời. Kiểu này là xong rồi. Do cái này là nó chân này nó không có nước nè. Thế thì ta chở chuối ra là ta chở xe máy không, đâu có chạy xe tải vô được hả chú? Yeah, bể hết trơn rồi. Lỗ này quá bự. Miếng đai này dày lắm chứ. Mà bể sụp ngang phải bể luôn. Đó giờ có hạn hán gì không chú?
đó giờ mấy năm mày mới hạn lại hay cái đó giờ có không? Hạn năm nay à. Mới năm nay giữ vậy ha. Mấy năm trước đâu có hạn giữ gì, năm nay hạn thu kinh luôn. Là có hạn nhưng mà nó hạn nó vừa phải thôi. Dạ. Nhưng mà nước nó vẫn còn. Dạ. Năm nay khô. Khô không chạy này gió thua rồi đâu chạy được. Chạy đường nào nữa thì chạy. Này mà muốn... chú nói con nghe nè. Dạ. Mấy cái đường nứt nứt tao nghi nữa, còn nữa. Con đi ngoài lộ kia thấy nứt nhiều lắm mấy chú. Cái lỗ mình đây nè, dạ. Lỗ này nè, dạ. còn bị hư nữa. Thấy tao khổ lắm. Sáng tao ra, tao thấy lỗ dục, tao khóc quá mày. Khóc á. Thiệt mày luôn á. Trời trời. Khóc á, tao dồn nó khóc á. Tao bỏ tao đi lúc ở xuống kinh 12 á. Tao chơi vậy. Tao nói ốc qua tao xuống dưới ngút, ốc qua độ mẻ lỗ tao tiêu nữa rồi. Ngay nhà mình luôn. Ngay chân nhà tao luôn, hết đất tao luôn. Đó ở đây gần hết miếng, còn hai thẻ nữa hết đất. Rồi nó mới tao khóc luôn á, thiệt rồi á. Dạ. Rồi tao thấy cái lỗ, đúng rồi, tao khóc luôn, rồi nó mất luôn. Bởi vì do thiên tai thôi chứ sao vậy? Giờ mình biết nói gì giờ? Dạ. Thiệt. Sao rồi tao khóc rồi tao mới đi ra ngoài bạn đâu ngoài tao nhậu ngoài. Đang đi dài qua kinh 21 thì giữa đường cái này tầm kinh 17-18 của chú anh chị. Thấy một cái hố sạt lở rất là sâu luôn nè. Hồi nãy giờ em đi dọc đường thì gặp cũng nhiều chỗ sạt lở nhưng mà cũng nhỏ nhỏ à. Cái chỗ này sâu nhất nè. Nhìn rất là nguy hiểm. Nó như một cái vách núi đứng. Cái này không còn chỗ dốc đứng luôn rồi. Tại giờ này trời nắng rất là cháy da luôn. Quá nắng. Cái lần nước này tầm nửa thước luôn nè cả nhà. Nguyên dài báo động từ kinh 6 gần mà dài tới kinh 20 mấy luôn, 21 luôn. Này không biết bước lên có đi miếng xuống không. Ê. Thôi chắc không dám bước luôn. Đây nè. Dài tới đây luôn. Nhờ đường phải nứt. Này đây nhẹ cái xuống nè. Ghê. Một đêm mà ai đi ngang không thấy rất là nguy hiểm. Cái này chắc là mới nè. Chưa có cấm bảng cảnh báo, chỉ mới cắm mấy cây à, chắc mới sập qua nay hay gì, chắc là hôm chưa có cắm biển cảnh báo của chú anh chị. Quá trời à. từ Cà Mau là trước nhất, Cà Mau Trần Văn Thời. Rồi có nhiều con đường và kênh bị sạt lở. Thì bây giờ tới Kiên Giang. Đứng hướng này quay rồi cả nhà mình xem cái nó
mới thấy được cái độ xa của cái độ sạt nè, sâu xa và sâu. À, ép cái con kênh này còn chút xíu à. Giữa cái đường lộ nhựa là nó găng mấy lần, găng hết. Rất là nguy hiểm. Cái chỗ mà mình đậu xe cũng dính nước nè. Cái nhà xe. Giờ Út Long sẽ đi tiếp để xem phía trước có sạc nhiều không cô chú. Chào quý cô chú anh chị nha. Hiện tại Út Long đang có mặt ở ngôi nhà máy Thái trị giá hàng trăm triệu đồng, đã hoàn toàn là nằm dưới dòng sông. Bây giờ cái nóc là nó ngang mặt lộ luôn rồi cả nhà. Cho ông quay nhà sập xíu nha. Dạ. Sập lâu chưa chị? 3 ngày hả? Giờ đồ đạc là giờ ra ngoài vậy đó hả? Ngủ ngoài chứ ngủ. Trời ơi, tội nghiệp không? Dạ. Còn tụi em mạnh khỏe ngủ ngoài. To nó dở ra được chắc đóng ha. Dạ. Đây cô chú dời xuống đây ở tạm nè. Hiện tại thì nhà ở dưới này đã sập rồi. Mình cũng xin phép chủ nhà quay lên chia sẻ cho cô chú chị xem. Ôi ôi. Sập xuống đâu 5-6 thước luôn cả nhà. Giờ không thể nào ở được. Hên rồi, có nghe bữa đó chia sẻ là không có thiệt hại gì về người, chỉ có thiệt hại tài sản thôi. Đây cả nhà. Nguyên căn nhà đi xuống sông luôn. Này nhà máy Thái à, cũng mắc tiền nè. Các con nhà như này cũng nhiều tiền lắm cô chú, mấy trăm triệu cả tỷ. Nhà này đâu có dưới 500 triệu đâu, đi xuống sông hết luôn. Giờ không biết đường nào có thể xuống được ở dưới để quay cho cô chú xem đây, rất là cao. Cái mé đó là nó xéo thẳng xuống ra giữa lòng sông luôn cô chú. Nguyên dàn đà đi thẳng xuống sông luôn. Ở đây là ở An Minh Bắc của huyện U Minh Thượng cô chú. Ở khúc này là nó còn cao nè. Dách nó độn ra luôn, nhìn nó xéo xuống đầm xuống phía dưới. Mới dài cái tủ lên hay gì nè. Bữa trước nghe đăng lên thấy sụp lún gì mà kinh khủng quá. Nghe thấy ghê. Có người có sao không chị? Ẩm ra kẹp á. Dạ. Nghe cái gầm cái hả? Dạ, nghe cái gầm. Nghe cái gầm. Đi hết căn nhà luôn, nhà này chắc cả tỷ á. Làm gì cả tỷ? 600 triệu hả? Dạ. Dạ. Cái này là mình đang lấy sình lên mà thủ công ha. Dạ, làm lại nhà, không làm lại chỗ khúc đó à, cho mẹ em xuất viện về ạ. Cái này là lấy từng lấy sình lên. Không, ý là lấy từng gào vậy đó. Chứ đâu có không kêu sáng cuốc cho lẹ. Trời ông nội. Sập hết nhà còn gì nữa đâu kêu sáng cuốc. Kêu sáng cuốc lại mong đi theo nó là muốn cho nó ở nợ cho nó trừ luôn chứ. Nó trai nó nội. À, làm cái này là tiết kiệm hả chú? Hả? Cái này là tiết kiệm hơn sáng cuốc nhiều ha. Mình không có tiền, không phải là tiết kiệm.
Nói chung là tội nghiệp cho chú gia đình đây. Khổ rồi. Cái này tại xui rủi thôi. Biết đâu giờ mới mốt mình cắt nhà 2-3 tấm luôn. Làm gì còn tiền ở đâu cắt chú ơi. Mình cắt góp bao nhiêu trả chưa hết nợ nữa. Trời đang chờ đợi mấy tổng đài vé số nó phát hành. Biết đâu cái này coi như bỏ nhà cũ rồi trúng số cắt nhà 2-3 tấm luôn. Ở đây giờ chuối bọng đồ đâu có trả được ha mấy chú. Thấy con thấy xe máy chở rồi xe lôi nữa. Bình thường là xe tải vô tới nhà mà. Chung tội nghiệp bà con mình ở U Minh Thượng. Năm nay là khô queo luôn. Từ kinh 6, kinh 6 bên gần công sự sập dài qua tới đây. Minh Thượng thì cũng nằm còn U Minh Thượng mà. Dạ dạ còn. Kinh 9 cũng sập luôn chút. Đó giờ mới thấy thấy trên mạng giờ mới thấy thực tế ngoài mấy chú lặn lấy sinh. Cái này là phải có nghệ thuật mới lấy được. À, mình lấy cái thùng mà thiếu mắc cái đít gì ha. Lấy nó mới lên nè. Giờ chủ nhà đang đắp lại cái nền để che cắt ở tạm đồ. Cái nhà đó từ từ mình dỡ sau ha. Đập bỏ luôn chứ dỡ gì còn gì nữa đâu. Bỏ luôn hả chú? Lấy ba cái toàn sắt lên đây che ở đỡ. Giờ toàn bỏ hết luôn. Bỏ hết ba cái giặt luôn còn bỏ. Quá khứ rồi. Chưa có năm nào mà nắng như năm nay. Long Thành bảo lục mà không thấy bảo lục thôi, cái nắng phạt kinh. Nắng khô quéo người luôn. À, tối chú ngủ đây hả? Ờ, di chuyển lên đây cho hết dám ngủ dưới rồi. Còn khúc đó chú ẩn nấu ăn rồi đi ra. Dạ, còn khúc nấu ăn đi ra à. Rồi con cảm ơn chú nha, để con chú quay kỹ xíu rồi con xin phép con về. Dạ. Ở đây là mình ở đâu chú? Này ấp Kinh Nam xã Minh Bắc. Dạ, rồi. Cô chú cái cây đã lạnh rồi, cô chú anh chị cũng rất lạnh, quá nắng rồi. Cái mới này làm chuối mà nhấp trắng nó chịu. Đây là mấy anh em đang làm chuối ở U Minh Thượng, nắng quá mấy anh. Quá trời nắng. Mùa, có năm nào giống năm này không mấy anh? Không mấy anh, có năm nay rồi. Hôm nay nắng dưới thằng khô xong hết rồi. Ủa, mấy con kinh của mình nghe nói sạt lở nhiều lắm đúng không? Sạt lở từ đây vô tới con kinh luôn. Chỗ này có con lỗ nè, rồi bên kia có cái nhà xuống sông rồi. Nhà xuống sông rồi như này. Sát bên nè. Trong kinh thì nó sạt lở. Ở kinh 19 có không anh? Có 19 thì sập lỗ luôn. Sập lỗ luôn hả? Trời. Chấn động luôn ha. Chỉ có 20-21 này là nó chỉ là sập dưới mé thôi, còn như là sập lộ. Dạ, trong kinh 19 là sập lộ luôn. Giờ này 12 giờ trưa rồi, làm hết nổi rồi, mấy anh em đang uống nước nè. Rồi mình làm tới chiều anh? Làm tới chiều. Nắng thì cũng phải làm. Nắng phải làm. Ủa rồi cho em hỏi, nắng gì mình lò chuối rồi sao? Có xe kéo. Kéo thôi anh. Bình thường là đi vỏ hay là đi xe tải hả? Xe tải vô tới đây. Dạ. Trong cuộc sống ở đây chỉ có nông sản, chuối, gừng. Chuối, trồng gừng. Có loại gừng không? Không. Không kia ít.
Ở đây chú ý chuối nha. Mít, xoài. Mà nắng này chuối được nhiều không anh? Cũng ít nữa. Nắng này bắp chuối nó không bự không? Vẫn bự. Vẫn bự bình thường mà ít á. Thưa cô chú anh chị, đây là một con lộ ở đây kênh 21 ạ. Kênh 21 thì nãy mình chia sẻ với cô chú cái nhà gần đây là bị sập rồi. Lộ sập lâu chưa cô? Mới đây ở trong lớp nhà chị. Dạ, bà con nông sản ở đây di chuyển cũng khó khăn ha. Ừ, sập 3-4 ngày. Quá trời nắng rồi, đi không nổi luôn. Nhà mình nhà to này chắc hầm lắm hả? Đầu tôi phải tưới nước thường xuyên nha. Con trước con nghe nói đây sụp lộ, đâu có ngờ sụp dữ vậy. Nhà này cũng có cô ấy, có ai vậy? Có cô luôn hả? Đi bán bên đó nó sụp bây giờ. Tưởng nhà trường nặng sụp ở ngoài nhà này nhà cũng nhẹ thôi cũng sụp luôn. Đi xuống sông hết trơn rồi. Mé bên đây rồi cô chú, bên đây là sập vô hết con lộ luôn nè. Cái mé này là đi nguyên mảng luôn. Nắng thì có thể lên tới 40 độ luôn rồi. Nắng như ở châu Phi của chú. Dòng sông bây giờ là đi ngang bình thường. Chỗ này là dựa theo mấy cây nè của chú. Rồi đi qua luôn. Khỏi đi cầu. Cái này sâu nha. Này xuống cỡ cũng 4-5 thước à. Rất nguy hiểm. Cảnh báo cho bà con ai mà chưa biết đi ngang đây, bạn đi băng hôm mình cẩn thận, chạy từ từ thôi. Nhà này dở toan ra, còn cái sườn để gì luôn. Rồi thì bây giờ Út Long xin phép sẽ tiến hành chạy vô kinh 19 để chia sẻ cho cô chú anh chị mà những nơi sạt lở tiếp theo. Thank you.
đây là đoạn đường dài về từ kênh 21 dài về kênh 19 trên tuyến đường lộ nhựa. Chỗ này cũng bị sụp rồi, nguyên cái nền nhà xong rồi. Đây sắp lâu chưa con? Đây sắp lâu chưa con? 14 tới giờ hả? 9 ngày này sụp trước cái nhà đẳng ha. Trước nhà đẳng mấy bữa. Ở đằng này sụp rồi, đẳng là cung vinh rồi. Mà đẳng cung vinh ha. Con đi dài dài thấy cái mấy cái lộ đây có nhiều chỗ đang nước chưa lắm nữa. Ừ. Thì nó sụp bữa nay đằng này á, đẳng là thấy đứt là hết hồn rồi. Rồi. Gớt lại chú đây, rồi gớt nữa rồi. Một nãy lộn vô. chạy quá gớt chú luôn rồi. Ở xứ này xứ chú đó cô, đây có bắp chuối nè. Này chú gì ta? Cao. Này chắc ăn chín hả? À, nó chưa chín. Không, chú này ăn chú chín hả? Thấy hàm nha. Xài nè. Nắng khô hạn gì mà chú nhìn thấy cũng tốt quá. Chú thì nó sống nó chịu khô hạn tốt. Hạn quá nó cũng xấu. Mà mưa quá nó cũng xấu. Mưa quá cũng xấu hả? Ừ, mưa sập rồi. Ủa cô có năm nào mình chỗ này không? Hạn á. Cái năm 2016 đó thì nó cũng hạn. Hạn mà nó không có cũng như không bị sạt lở hung. Yeah. Ít. Yeah. Năm 2020 nó cũng ít nữa. Yeah. Có năm nay quá trời luôn nhiều. Nên kỹ thật. Không biết 4 năm, 3 năm rồi đó. 4 năm mà 4 năm một lần mà không khi 3 lần sạt lở rồi đó. À là như có như lặp lại ha. Ừ. Thì cô nhớ kỹ là hồi năm 2016 rồi tới 2020. Năm nay 2024 là đúng. Nhớ như cái đợt Covid hình như lũ không? À Covid thì nó không có sạt lở gì nha. Mà lũ. Năm 2000 nó mới nước dâng. 2000 ha. 2000 thì lúc vừa sập vừa cạn xong rồi quay lại tháng 8 âm lịch chủ đình ông Nguyễn đó. Dạ. Bắt đầu là dâng lên luôn. Bữa trước con có thấy trên đình ông Nguyễn á, chim én về nhóc hết trơn chỗ Bạch Giá. Bay về kính chứ Bạch Giá luôn. Thì cái năm mà ngay chân ngay 2000 đó là ngay chân đình ông Nguyễn đó, lễ ông Nguyễn đó. Không biết năm nay có điềm báo vô mà chim về nhiều. Không biết. Dạ. Năm đó là vừa hạn sạt lở rồi quay lại ngập luôn. Là vừa ngày khô mà vừa ngày nữa ngập đó. Ủa thường thường là nếu mà khô quá vậy là mưa dữ lắm hả cô? Thì cô không biết nữa, thời tiết giờ không biết sao. Tại vì là có năm 16 đó thì không có bị ngập mà năm 2000 đó là bị ngập luôn. Dạ. Và năm nay không biết có ngập hay không thì mình cũng không biết được thời tiết. Có khi nắng luôn không chừng mà khi mưa ngập luôn. Chắc có thể là ngập chứ không có nắng luôn đâu. Giờ là đi dọc cái đường Bà Bao này là thấy nhiều cái lộ, nhiều chỗ sụp, nó giờ mười mấy chục chỗ luôn. Ừ. Mày cậu nghĩ cái nhà tường đắng. Cái nhà tường đắng là chỉ giá 600 triệu. Ừ. Giờ đi hết nguyên con xong rồi. Rồi giờ không biết người ta ăn ở làm sao. Nãy con ghé thì chủ nhà đang đắp cái nền ở trên, cắt cái tạm lại. Thấy cũng người như mình. Dạ. Mồ hôi công sức của người ta có nhiều. Thì dành dụm mấy đâu cũng biết lâu rồi nó cắt được cái nhà. Đúng rồi, cắt cái nhà đâu phải mà nói mà hô cái có cắt liền được không ơi. Vậy gì? Nhưng mà tại chắc có thể là dưới sông nặng quá nữa. Mà cái chân đất ở đây nó không có chân đất. Làm sao mà nó xuống cái một nó xuống luôn vậy. Nó vừa nó nghe một cái gắt thì nó xuống. Cũng như là mình đẻ cái cục bột xuống tới. Con thấy đây cũng là lài à, nhưng mà nó giống như đất nó không được vẽ ha. Vậy nó lài bên kia cũng lài hơi kìa. Đất mà như đất không có chân á, đất phân không, không có đất sét. Ở đây chắc tại vùng rừng. Thì nghe ông bà hồi xưa nói là biển bồi đó. Biển bồi ở đây, biển bồi nha. Ừ. Ví dụ như ở đây có một phần đất là như con theo con biết là có cái lung không? Trong kinh nào? Con kinh 9, kinh 8, kinh 7, kinh 6 rồi có cái lung. Ở đây cũng có gì, kinh này nó cũng có cái lung. Có lung. Ừ. Kinh 20 này cũng mà có. Cái lung mà đắp là không có được đó. Cái lung mà nó cứ giống như sình, giống như phân không à. Không biết nó chạy dài sao không biết, chứ ở đây hồi đó kinh 20 này nó cũng có một cái lung đó nè. Cái lung mà mình đắp không có được cũng không được, chứ được giờ đắp là mô hình ta múc lên được hết trơn rồi. Dạ. Mà nói chung là nhiều phải nhiều tiền vô mới được. Sáng cạp mình thấy lên
giờ nắng kiểu này mà sông khô rồi lộ sụp rồi bà con đây di chuyển nông sản chắc vất vả. Ra tay ra tới ngoài kia mấy cây số ngoài vậy à? Giờ vậy nè, chiều có lên xe ba gác lòi ra ngoài kia, rồi lá chuối thì thấy lên xe lôi lôi ra ngoài kia nữa là mới lên xe được, chứ xe đâu có về tại bến được đâu. Cái này bắp chuối có giá không cô? Có, nắng hạn có giá ha. Ừ. Còn mưa thì rẻ. Này vô bao vậy ha? Vô bao. Bao nặng à? 110. Trời ơi. Hai bao này 200 kg. Hai bao này cũng hơn, rồi từ 200 trở lên. 200. Ủa, quá to à. Này bắp chuối nhất à. Cái này chắc đi Sài Gòn quá. Đi Sài Gòn. Ở đây là bắp chuối dùng U Minh Thượng chuyên gia đi Sài Gòn. Ừ. Chứ ở đây mà không có Sài Gòn ăn đâu có tiêu thụ hết. Cô biết giá không cô? Cô biết giá không? Thì mua lúc không có cạnh tranh thì ký được ngàn, còn có cạnh tranh thì đủ tiền xe có 500 bạc à. Là không, ý là một bó bắp này tính theo ký hay tính theo bắp? Mua ký không à? Ký nhiêu con? À, mua trong vườn thì bắt đầu nhiêu lái nó đem ra đó. Ví dụ mình đi về Sài Gòn thì 10.000 thì mình mua được 9.000, có lúc mua 9.500, có lúc mua 10.000 luôn. Tại vì mình đua giá đó. À, giá đây dao động 10.000 ha. 10.000. Xe chở bắp chuối. Ê dạ, ngồi đây được không anh? Đi đâu? Đi chở chuối luôn hả? Thôi rồi, đi không biết đường gà. Gớt mấy buồn bể hết rồi, giặt hết rồi. Cái bắp chuối có giá rồi, cái chuối đó mình bán theo nãy hả? À, bán nãy mà nhưng mà lúc này có giá luôn. Giá luôn? Ừ. Hồi mỗi năm trời ơi nó rẻ bằng cá dồ ăn luôn chứ không ai mà bán nổi. Mà năm nay mấy tháng này có giá. Mấy tháng này, 2-3 tháng này có giá. Vậy là khô hạn cũng có mặt tốt mặt xấu ha. Ừ. Tại sao? Nó mùa nước thì nó hơi rẻ, còn mùa này thì có giá. Ở đây chắc dùng chuối mà. Dùng xứ chuối rồi. Chuối mỗi con kinh thì nó 3 cây số thì chuối hết trơn. Chuối là dễ chăm sóc nha. Trồng bỏ đó tới thu hoạch thì đấy nha. Trồng là ngăn 10 năm mà. Vậy đó con. Ừ. 10 năm mới phá hả? Trồng là ngăn 10 năm đó. Chứ đâu ai trồng mà bữa nay cái năm nay quăng năm phá đâu. Nó có 1 năm nó mới có bẻ bắp bẻ đồ. Rồi 1 năm mình phá nữa lấy gì ăn? Quá trời. Ăn 10 năm. Đi nguyên cái mé mình đó, trụ ý là có trụ rồi đó. Ý là có mấy cái trụ nọc ở ngoài mà nó vẫn tuôn. Phải không có trụ không nói nữa. Cái này là lúc trước người ta làm bờ kè rồi nè. Làm rồi nhưng mà do đất nó sụp là chịu không nổi. Giờ cái nền ở dưới là sụp thì chủ nhà đang làm nền mới nè. Nền trên bờ rồi. Trên bờ là chắc chắn hơn. Không biết bao giờ có mưa hay cô? Không giống như mỗi năm nha, mỗi năm giờ này thấy mưa rồi. À, nhưng mà cái năm nào mà nó không có hạn nè, mưa lai gai hoài cho tới tháng Tết. Dạ. Tết rồi qua Tết cái mưa chăm hoài. Còn năm nay là cắt hồi tháng 11 rồi cắt luôn tới giấc này là 4 tháng không mưa, còn gì nữa. Không biết mưa ở đâu, không biết chứ khu vực này là 4 tháng không mưa đó. Ở trên núi Cấm là cái hồ Thủy Liên là cạn luôn rồi. À, cạn lâu rồi mà, nghe dạ. Cạn trước Tết bây giờ luôn mà. Mình đang đỡ, còn ở dưới Cà Mau là thiếu nước ngọt luôn, hạn mặn. À. Có những vùng mà thiếu nước ngọt xài. Tại vì biết sao không? Bơm mùa tưa nó không lên. Dạ, mùa tưa nó khô nước nó không lên luôn. Cái lọng nước nó xuống dưới rồi, cái cây nước của mình đâu có lên được. Dạ. Thành ra nó hụt nước. Ở đây đỡ, ở đây bơm lên nè. Lên, còn lên. Mà không biết tới khi nào mình không biết. Không biết.
Bây giờ được nước xài ngày nào hay ngày đó vậy. Hạn thêm tháng nữa coi chừng khô luôn, không còn nước xài. Ở đây đỡ tội nghiệp những cái vùng cặp biển nước mặn không? Nước mặn. Dạ. Mình ở đây nước ngọt. Ở đây thì nước ngọt quanh năm ở trong đê bao. Dạ, cảm ơn cô chia sẻ cho bà con nha. Cuộc sống người dân ở Bình Thượng thì giờ nắng thì nắng, khô thì khô, nhưng mà chuối vẫn phải đi vận chuyển trong cuộc sống mà cô chú. Mấy bùn chuối có bùn này thấy ngon nè, này bùn này chín ăn thơm lắm nè. Còn chuối chuối sim của mình thì chiên ăn. Này chủ yếu ăn bún riêu nè, bún mắm, bún mắt lèo. Dạ. Cái này chắc hàng giạt quá, chắc bắp nhỏ hơn. Cái đó ông bà cũng hàng nhất, mà tại vì năm qua nó bẻ, năm qua nó hơi bung bẻ nó bỏ đó. Hàng nhất ha. Giờ dán tính hàng nhất. Còn nhỏ nhỏ nữa mới hàng giạt bỏ ra. Chứ cái đó hàng nhất người ta đâu có bán cho mình, cái hàng bỏ hàng giạt người ta đâu bán mình được. Hàng giạt người ta để luôn à. Ta bỏ luôn hay? Không có, cũng như mình vậy, người ta đâu có, nhà vườn người ta đâu có bán cho mình. Vì vườn phải vớt người ta lấy người ta. Cô đây là thu mua chuối hả? Cảm ơn cô nha. Chuối lá chuối luôn. Dạ. Đúng rồi. Mấy chục năm mới có được tiền vậy. Như cái người mà có công ăn chuyện làm hoặc là ta có kinh doanh mua bán thì ta dễ. Còn như nông dân thì hơi khó, nông dân khổ. Kinh doanh mua bán thì ví dụ 600-700 triệu thì trong vòng 1-2 năm ta có rồi. Đó là hoặc vài 3 tháng thì ta có rồi phải không? Dạ. Còn mà còn nếu mình đi mà dành dụm 10 năm còn chưa mới có được cái nhà đó đó. Chứ không phải nó mà 1-2 năm mà có đâu. 10 năm mới có được cái nhà. Mới cắt cái nhà lên chưa kịp mừng. Cũng như con lỗ. Mới dạ. Sửa được con lỗ rồi giờ chưa hết mừng nữa. Thì quay giờ nó sùm 2-3 khúc rồi kìa, mà nó sùm nó còn đan không à. Nó xuống đất hết trơn rồi. Con đi vô chỗ con quay thôi. Ở kênh nào cô? Đây là kênh em mới này nè. Ở chàng. Nó sao mà đất nó rớt xuống chân còn đan không? Bây giờ là xe ba gác đâu có chạy được, xe lo đâu chạy được đâu. Đây chưa hết mừng cái con lỗ rồi nữa thì bắt đầu nó sụp tới nữa rồi. Dạ, đan chất lượng hay là đan vẫn nó không gãy. Đan khúc thép. Dạ. Chứ đổ chồng lên cái mà lỗ cũ đó. Chứ không thôi là nó không có cốt thép mà nó sụm luôn rồi. Nó nhồi thành cục bột rồi. Đây là sụp đều hết luôn rồi. Không có nói chỗ nào, nói chỗ nào nhiều cũng thấy đều hết trơn rồi. Vô kinh này là 2 lỗ, bây giờ là nó còn đan. Dạ. Chưa hết mừng á, nói thiệt được con lỗ nó chưa hết mừng, lỗ 3 thước. Được cái nhà cũng chưa hết mừng nữa. Đây là cầu vô đường kinh 19 nha cô chú. Đây là đoạn đường trong kinh 19 của đường trong Âu Minh Thượng cô chú. Thì hiện tại là cái lộ sập nguyên một dải lộ xuống đây luôn. Dài dài kia cũng sập, cặn dây đều hết luôn. Này sập lâu chưa vậy bà? 90 bữa hả? Sập bằng đêm hay bằng ngày? Bằng đêm mà. Đi hết cái lộ ở đây luôn. Ở phía dưới này là hỏng, không còn chân, chỉ còn miếng đan ở trên. Xe máy bây giờ là phải chạy vòng vô sân của người dân. Quá trời lộ sập rồi. Nghe nói trong kinh 19 sập nhiều lắm hả chú? Còn nữa ha. Bây giờ sập hết trơn luôn rồi.
Sao hết chân rồi? À, chản sao còn? Nhiều lắm hả? Rồi nắng qua ra đây cho nhà trời vậy đó hả? Nhớ lại tuổi thơ rồi đó cũng chơi nhà trời vậy. Rồi chồng chồng cái biết chồng hành luôn hả? Tỏi biết chồng luôn. Dạ. Dỗ quá vậy. Rồi nó bự không? À. Nắng quá hai đứa con ở đây ngồi ha. Ở đây bây giờ nắng có thể lên tới 40 độ. Điện thoại mà cầm mà đứng mà nắng chừng 1-2 phút là thấy nóng nóng màn hình lên rồi. Không đi vòng qua chỗ nào sạch nhiều nhất. Dạ con nãy đi chỗ kinh 21 rồi nguyên cái nhà mà máy thái máy xong đi dưới sông luôn. Bên đó thì cái nhà. Bên đó sẽ bứt đường đúng không? Dạ, bứt đường luôn. Phải đắp lại một cái đường nhỏ cho xe máy chạy. Ý là lộ nhựa. Dài dài sáng giờ đi kinh 15 nè. 15 có không? Có luôn, 15 cũng y chang kinh 19 mình nè. 15 mà nó khắc phục cho xe chạy được chưa? Dạ cũng y chang mình đi vòng vậy nè. Vô kinh đó. Chạy vô nhà ta vậy nè. Còn mình gọi nhựa mình 15 xịt lắm mà. Dạ đúng rồi. Rồi chạy vô nhà 3 luôn à. Dạ. Chạy y chang ở đây vậy nè. Rồi như mấy chú chở đồ hay là chở chuối rồi phải chạy gì nè. Ở đây là cầm máy xong có làm bà kè cây đồ nhiều lắm mà vẫn sập phải không? Nè kè cây kè lâu rồi nè. Bà kè cố định luôn á. Ở đây là thấy làm bà kè hơi nhiều á mà vẫn sập. Mà bà kè vẫn thấy thịt chạm không nói thì chỗ này được đằng không mà sập. Cây 7-8 mét không? Năm thìn bảo lục nhưng mà năm nay năm thìn hạn hán. Mình tội nghiệp cho bà con ở đây nè. Nguyên cái vùng này. Ở đây cho chú ý dùng chuối đó chú. Này chuối, con nào đủ thứ các loại. Nhưng mà nắng này chỉ còn chuối ha. Nắng này chỉ còn chuối thôi. Rau cải là thua. Rau cải thì thua, chuối nó vừa buồn quá nổi luôn, nắng chứ ra buồn đâu nổi đâu. À, cái cây chuối ngoài kia thấy mập mạp nhưng mà cái buồn nó nhỏ xíu à. Hư luôn chứ nhỏ nó gì á. Hư rồi. Nên cái buồn vậy là hư ha. Quá khổ. Cảm ơn chú chia sẻ cho bà con xem biết ở miền Tây mình. Dài từ Cà Mau luôn. Chứ không phải ở Kiên Giang không. Cà Mau dữ nữa. Dạ. Thời là chụp nó hết luôn. Ở đây mình nước nôi vẫn còn bơm lên hả chú? Bơm gì nổi nữa, cái sông còn nước nữa là bơm. Motor đồ vẫn bình thường ha. Motor vẫn còn hơi nước. Nước là nước pha cái nước mà. Dạ. Mà nhiều cái nước giờ chứ cái nước nhiều cái nước phèn không rồi đó. Giật nước bây giờ phèn không. Vậy sông này đâu có trồng hành, trồng bắp đâu được. Đâu nước đâu tưới. Chuối thì nó có sẵn rồi. Chạy lên khói luôn rồi cô chú. Chạy nắng quá lên khói rồi. Đây là cái chỗ sụp thứ hai trong kinh 15, trong kinh 19 của chú. Lộn, xin lỗi, kinh 19 là chỗ này là không có chỗ đi nè, tại sát nhà ta luôn rồi. Xe phải chạy đỡ lên đây, quẹo qua đường hướng này. Ở đây cũng có làm mà kè nè, kiên cố nhưng mà vẫn sụp. Giờ không thể nào chạy qua đây được rồi. Quá nắng. Giờ Út Long xin phép cô chú Út Long sẽ bay live cam một đoạn ở kinh 15 này, kinh 19 này cho chia sẻ của chú mình xem nguyên đường kinh 19.
bê tông về khá là dày ha, nhưng mà vẫn sụp cái này hỏng luôn.